đặc biệt ở Ducati X-Drive S, siêu mô tô giá 1,2 tỷ vừa về Việt Nam. Ducati X-Drive S từng đạt danh hiệu chiếc xe đẹp nhất thế giới tại triển lãm ECMA 2015. Xe đã được chủ nhân đặt từ giữa năm ngoái, đến nay mới về Việt Nam. Hôm qua ngày 9 tháng 3, chiếc X-Drive S của Ducati đã chính thức về đến Việt Nam và được bàn giao cho chủ nhân của nó trong một bữa tiệc thân mật với sự tham dự của báo giới. X-Drive S 2016 là được mệnh danh là mẫu mô tô đẹp nhất thế giới, với mức giá của nó khi đến Việt Nam cũng không phải nhỏ, 1,2 tỷ đồng. Mặc dù đây là một con số khổng lồ đối với một chiếc mô tô, tuy nhiên nếu nhìn vào ngoại hình cũng như những trang bị mà xe có được, bạn sẽ thấy con số này hoàn toàn xứng đáng. Chữ X đầy bí ẩn trong tên xe nhằm thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phong cách quen thuộc của Ducati với những dòng xe cruiser khác. Phiên bản X-Drive S có màu sơn đen bóng thay vì đen sần. Nhà sản xuất cũng tận dụng tối đa công nghệ LED trên đó. Từ đèn pha cho tới đèn hậu, xe cũng được tích hợp cả đèn chiếu sáng ban ngày. Ngoài ra, những nâng cấp về mặt công nghệ cũng không thể không để kể đến. Chẳng hạn như đồng hồ trung tâm sử dụng màn hình màu TFT, tích hợp hệ thống giải trí kết nối qua công nghệ không dây Bluetooth. Để thoải mái hơn cho người sử dụng, Ducati cũng cho phép tùy chỉnh tư thế lái bằng cách thay đổi 5 vị trí để chân, 5 tư thế yên xe cũng như 3 góc tay lái, nâng tổng số tư thế lái có thể thay đổi lên tới con số 60, phù hợp với mọi sở thích của người dùng. Về sức mạnh, X-Drive S 2016 được trang bị dòng động cơ Zetastep DVT1262 dung tích 1262cc, kết hợp với hệ thống van biến thiên DVT giúp xe giàu mô men xoắn ở giải tua rộng đúng chất của một mẫu scooter. Cơ bắp và mạnh mẽ. So với dòng Drival, tiền nhiệm mô men xoắn tối đa được đưa về giải tua cực thấp 5.000 vòng trên phút. Chẳng nghi ngờ gì nữa, khi lăn bánh tại Việt Nam, chiếc xe trị giá 1,2 tỷ đồng này chắc chắn sẽ là đối tượng thu hút được sự chú ý nhiều nhất.